Alo, em gần tới rồi sếp ơi. Alo, nghe sếp. Dạ, em gần tới rồi, em đi mua đồ xíu anh ơi. Dạ anh ơi, anh có thấy cái bóp em làm rơi đây không? Nãy em đi ngang đây á. Bóp có hình dạng ra sao? Dạ nó màu đen mà nó nhỏ nhỏ vậy nè. Phải cái này không? Dạ đúng rồi, em cảm ơn anh nha. Mà sao còn nhiêu đi tiền vậy? Anh lấy của em rồi đúng không? Tôi không có lấy. Coi á, ăn mặc cũng đẹp trai sáng láng vậy mà sao lấy tiền của tôi? Anh làm gì vậy? Người ta nhặt được ví của cô, đợi cô cả tiếng đồng hồ mà bây giờ cô lại đổ ăn cho người ta. Anh là ai vậy? Anh làm gì vậy? Liên quan gì đến anh? Lương tâm của cô vứt đi đâu rồi? Lừa nghe nói chuyện quá. Cô nghi người ta thì cô báo cảnh sát đi. Ở đây có camera 24/24 á.